ngọc tỏa sáng, đầy chói lọi. Viên ngọc chiếu sáng, đầy rực rỡ. Viên ngọc Megabon, phép thuật đầy thần bí. Bây giờ vẫn chưa là quá trễ, dùng lên thôi, dùng lên thôi. Chúng ta đều có giấc mơ cho riêng mình cơ mà. Những giấc mơ đang cuồn cuộn rồi sẽ được mở ra. Cùng hướng đến tương lai nào. Pop 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 bubble bon. Pop 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 bubble bon. Bay lên, bay lên thật cao nào. Pop 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 bubble bon. Pop 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 bubble bon. Viên ngọc Megabon, phép thuật đầy thần bí. Bon bon Megabon. Tên của tôi là Cha Yong Gun, hãy đánh lùi Dracos và bọn Maburi. Thế nhưng Kenon có sức mạnh vô cùng đáng gờm. Nhờ có sự xuất hiện của Paimon lúc ấy, mọi chuyện trở nên suôn sẻ hơn. Nào ngờ lần này Kirayan đã có được starter. Sera đã chiến đấu ở bên cảng, làm sao vắng mặt mình được. Cùng nhau tìm kiếm Megabon now. Bí mật của mẹ và cả đất Python. Búa lốc xoáy đêm. Sera, năng lượng đang xuống mức thấp dần. Calico, giúp Vekabot một tay nhé. Tôi đã hiểu. Đối với cả hai sao? Cannon Rider chuẩn bị sẵn sàng. Dài Kirayan, tôi đã sẵn sàng tác chiến. Voila sao? Được rồi, tất cả trong vòng ngươi. Không cần đến Megabon đâu. Vekabot, âm thanh của bầu trời. Caligo, tia sét Alicon. Không ngờ bi tan thành con mồi của bọn chúng. Vòng xoáy lời nguyền bố vây. Đột nhiên tôi không thể di chuyển được nữa. Cơ thể của tôi cũng đã bị quấn chặt. Thiên thạch quý chiến. Cẩn thận đó, mau tránh đi. Bây giờ chúng ta nên quay về thôi. Đi thôi, Petan à. Ồ, Sera à. Cha Chung Cung. Yên tâm đi, cậu đang ở bệnh viện rồi. Cậu đã ngất đi rồi rơi xuống biển. Tôi và Akan đã cứu cậu. Cậu nhớ không? Tôi rơi xuống biển sao? Ồ, phải công nhận cậu đỉnh thật đó nha. Cậu đã rơi xuống biển được một thời gian rồi, nhưng mà vẫn thở được bình thường luôn. Mình tưởng cậu xong đời rồi chứ. Có chuyện đó nữa sao? Khoan đã, Vekabot và Calico sao rồi? Họ an toàn ở nhà mình rồi. Mechanimo đã trở thành bạn của nhau hết luôn đó. Bọn mình thân với nhau như Mechanimo thì tốt biết mấy.
Được rồi. Tôi hơi đau đầu, tôi muốn nghỉ ngơi thêm. Mình cũng đang định rời đi rồi. Bài tập chất đống luôn. Nghỉ ngơi đi, mai mình lại đến nha. Hãy chống mắt lên, Kim Ra Giang. Hả? Cái gì đấy trời? Là một bức tượng khác sao? Làm dở vậy rồi sao mà có thể đem về được đây? Yeon-gung à, hãy xem đây là món quà của nghệ nhân tặng cho cháu. Chị đã ra tay giúp đỡ trong buổi triển lãm vừa qua. Cẩn thận đừng làm dở nhé. Hết hồn. Nếu là quà thì có dở, nhà mình cũng chẳng có làm sao. Ủa, là Sera. Mới đó, cậu đã xuất hiện rồi ạ. Trong người, cậu thấy thế nào? Tôi đến đây tìm Mechanimal. Sera ạ. Có đau lắm không? Chị có biết em lo cho chị cỡ nào không? Xin lỗi đã làm phiền lòng mọi người. Cậu đã ăn cơm chưa? Mẹ mình làm sẵn bữa trưa rồi, mình ăn ha. Tay cậu cũng bị thương mà. Không cần đâu. Ăn đi chị ơi, để em còn thời gian giỡn với bà gót nữa. Vui lắm luôn á. Chốt như vậy đi, lâu rồi tôi cũng chưa tâm sự với Aka nữa. Coi kìa, mọi người đều muốn vậy mà. Chà. Cậu ngồi đó đi, mình dọn cơm ra liền. Cái hồ cá này thú vui của mẹ mình đó. Thông thường người ta hay nuôi cá nhiệt đới hoặc cá chép, còn mẹ mình thì đặc biệt hơn. Có một điều kỳ diệu là những khi mẹ mình ngắm hồ thì bọn cá đều tụ lại. Cậu ấy cũng biết cười sao? Khi cười lên, cậu ấy đẹp biết bao nhiêu. Mấy cậu làm cái gì vậy hả? Ai chi? Hai đứa kia dưỡng hơi quá đà đó mà. Em xin lỗi anh. Nhức đầu hết biết. Ủa, là một mấy cá Nemo. Biết tôi như vậy chắc cậu là người biết điều khiển. Nhưng mà ở đây là là chú Rí mà. Dù có đứng tuổi hơn một chút nhưng rõ ràng là chú Rí. Chú Rí. Không lẽ người là Mechanimo đã từng đồng hành với mẹ của ta sao? Đúng vậy. Tên tôi là Cannon Python. Tôi đã cùng chú Rí lên đất liền để ngăn chặn Plecoma. Như vậy là người cá 13 năm trước đã lên đất liền là mẹ của dân cung. Hèn gì lúc ấy. Đáng lẽ người điều khiển Mechanimo trên đất liền phải ngăn Plecoma lại, nhưng họ đã bị bọn chúng đánh bại hoàn toàn. Cuối cùng tôi và Kori đã vượt biển lên đây để chiến đấu ác liệt với Plecoma. Không thể chuyển động được. Cú nổ đó đã chia cắt tôi và Chori cho đến bây giờ. Chori vẫn còn sống đúng không? Lúc đó bà đã cứu mẹ của tôi. Nhưng vì cú sốc quá lớn nên mẹ đã mất đi toàn bộ ký ức. Thì ra là vậy. Thật sự rất may mắn. Dù sao tôi cũng khá bất ngờ khi Chori đã có gia đình và con cái. Thời gian trôi nhanh đến không tưởng. 13 năm rồi. Cannon Python, ngươi và mẹ ta đều cùng đến từ biển sao? Chính xác là ở đâu? Ngoài đảo hay là gần vùng cảng? Dưới đại dương, thủy cung. Thủy cung? Mẹ cậu chính là người cá. Mẹ tôi là người cá hả? Làm sao tôi tin được? Phải tin, vì tôi cũng là người cá. Hả? Đó là lý do tôi có thể thở bình thường dưới nước. Thật quá sức tưởng tượng của mình.
rốt cuộc là chữ quái gì đây? Dù tâm tư rối bời đi nữa thì hai chuyện đó cũng đã rõ ràng khi mẹ cậu là Canon Piton biến mất. Tôi cứ cho rằng họ đã phản bội thủy cung, nhưng mà sự thật không phải vậy. Và lại không có lý do gì để chúng ta đấu đá với nhau nữa. Tôi đã hiểu lầm cậu là đám người điều khiển Mechanimo ấy. Chúng ta không còn gì để tranh giành nhau nữa. Vậy thì... Sierra, Black Coma xuất đầu lộ diện rồi. Black Coma sao? Phải xử đẹp bọn chúng mới được. Hãy để tôi được chiến đấu. Cả cậu sao? Đây là Mechanimo của mẹ cậu à? Cả hai đều đến từ thủy cung hết mà, cho nên cậu xứng đáng với nó. Đám ranh kia lại ló đầu ra kìa. Đánh bay, màu đánh bay bọn chúng bằng sức mạnh vô địch. Pháo đôi. Akash, nếu cậu né đi, tòa nhà sẽ gặp nguy hiểm. Không còn cách nào khác. Tấm khiên Akash. Mạnh đến mức này sao? Trẻ con quá đi. Lấy Canon đấu với Canon mới xứng tầm chứ. Mechanimo giết. Mechamon ném. Chào mừng đến với buồng lấy. Chiến đấu hết mình nào, Sierra. Cảm ơn nha. Sấm sét rồng thiên. Cuộc chiến mới thật sự bắt đầu thôi. Ha! Bọn Mabori đã sẵn sàng chưa? Người bạn mới, Canon Patron đã đến. Nếu tôi chiến đấu cùng mẹ, sức mạnh sẽ tăng gấp bội. Sao chị đứng yên chịu đựng như vậy? Chẳng lẽ vì bộ ma tâm lý ngày xưa? Tôi cần nguồn năng lượng nhiệt huyết của Canon Python. Làm ơn hãy bảo vệ Sierra và cả mẹ của tôi nữa. Tập tiếp theo, Canon Python phóng lên bầu trời. Hãy cùng đón xem nha. Mechanimo Go! Một ngôi sao tỏa sáng trong vũ trụ bao la. Ước mơ của chúng ta đang tỏa sáng. Mechabon cứu thế bí ẩn. Mechabon của chúng tôi. Chỉ cần là tôi thì tôi chẳng sợ gì cả. Bay hết sức có thể vào bầu trời. Giờ đây tôi có thể cảm nhận được rồi. Gọi tên cậu đến tận cùng đại dương. Viên ngọc chiến thắng bao hoa bôi. Viên ngọc công lý bao hoa bôi. Đi tìm giấc mơ thật ngọt ngào.